Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại kênh YouTube của mình ha. Thì ngày hôm nay thì mình tiếp tục mình quay về chủ đề cây dưa leo nha các bạn. Vì có nhiều bạn hỏi mình là nên trồng cây dưa leo vào tháng mấy thì nó sẽ thích hợp hơn. Thì ở đây thì mình cũng xin được chia sẻ ha. Thì nếu như mà các bạn mà ở là miền Nam á, cũng như là miền Trung á, thì các bạn có thể là gieo bất kỳ cái thời điểm nào nha các bạn. Đó, bất kỳ cái thời điểm nào luôn thì năng suất nó cũng rất là ok. Ở đây mình đang quay thì mình quay vào cái cuối năm nha các bạn, trái cũng rất là nhiều, và đặc biệt đây là cây vườn của mình các bạn, cũng rất là tươi tốt nha các bạn ha. Còn riêng cái miền Bắc á, các bạn thì các bạn nên hạn chế là trồng vào tháng 9 nha các bạn, vì bắt đầu là từ tháng 9 ở ngoài miền Bắc các bạn là thời tiết nó sẽ là lạnh đi các bạn, và cái khả năng chịu nhiệt lạnh của cái cây dưa leo thì nó rất là thấp, thì các bạn nên hạn chế, các bạn nên trồng vào là đầu mùa xuân các bạn ha. Và đến cái thời điểm mà mình cái mùa đông á thì các bạn hạn chế trồng lại ha. Trồng vẫn được các bạn, nhưng mà nó cái mức độ mà nó đậu quả thì nó rất là thấp. Ở đây thì mình ở miền Nam nha các bạn, và mình trồng nó rất là ok. Mình ở đây là mình chuẩn bị là cái lưới nha các bạn, cái lưới gà các bạn. Đây nè, trái nè, nó lên nè. Đó. Cái lưới gà các bạn, và mình lấy tre mình giăng. Và ở dưới đất là mình đi bằng lưới bạc nè các bạn, đi bằng cái miếng bạc nè. Và cái kích thước của mình trồng á thì nó cũng đã có sẵn trên cái miếng bạc luôn, và mình chỉ việc là bỏ cho chấu và mình bỏ hạt giống vô và mình trồng thôi ha. Và cái hình thức trồng á có hai hình thức. Một là mình sẽ bỏ hạt giống tại cái miếng bạc luôn, hai nữa là mình sẽ đưa vô vườn ươm đó. Thì hình thức này thì mình trồng mình bỏ hạt luôn luôn nha các bạn. Đó, mình đây mình trồng kinh doanh. Còn nếu như mà bạn nào mà muốn trồng mà theo kiểu mà sinh thưởng mà trồng chơi trong chậu kiển á thì các bạn có thể liên hệ mình sẽ chia sẻ hạt giống cho các bạn ha. Thì ở đây mình cũng có liên hệ với một công ty hạt giống á để mà chia sẻ hạt giống cho các bạn nào mà gần xa mà muốn trồng mà kinh doanh á, cũng như là trồng mà sân thượng á, thì các bạn có thể liên hệ mình ha. Ở đây mình có dùng kẽm nè các bạn, mình câu lại nè, mình để cái đường đi nó rõ ràng luôn nha các bạn. Thì bữa giờ các bạn thì trời ở trong mình cũng bão các bạn, nên sình rất là nhiều các bạn ha. Thì cây dưa leo này cũng ảnh hưởng, thì mình có làm một cái đường nước nữa các bạn, nhưng mà bữa giờ đâu có tưới tiêu gì đâu các bạn, tại vì cái lượng nước ở trong cái vườn dưa leo của mình các bạn là hiện tại vẫn còn, nó còn ứ nước luôn các bạn, là do mưa bão các bạn. Thời tiết này thì cây dưa leo của mình các bạn thì nó cũng có giá lắm các bạn, thì bữa giờ các bạn bão nhiều người ta trồng đồ không có lên được các bạn, gieo hạt là chết hết rồi các bạn, là do cái không khí các bạn lạnh á, lại mưa nhiều các bạn, và đặc biệt cái cây dưa leo này nó không có chịu lạnh được các bạn, nó chỉ chịu là ở những mức độ là nhiệt đới thôi các bạn, nói chung là ấm áp á. Thì trồng dưa leo này nó rất là ok nha các bạn ha. Thì cây dưa leo này thì mình cái một cái video trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái cách mà trị là đốm lá cũng như là vàng lá ở trên cây dưa leo các bạn, các bạn có thể là xem lại cái video đó ha. Vì mình thấy có nhiều bạn cũng hỏi mình á, thì mình biết gì thì mình chia sẻ cho các bạn ha. Thì cây dưa leo này nó hay bị cái bệnh là sâu các bạn, với cái bệnh là đốm lá nè, cái bệnh là cái vàng lá các bạn, nói chung là bệnh cũng khá nhiều các bạn ha, với cái bệnh sương mai nữa các bạn, bệnh giả sương mai trên cây dưa leo á, bệnh nó thường gặp lắm các bạn. Đây là những trái non này các bạn ha, bông nó bông màu vàng ha. Thì các bạn cũng nên là thường xuyên mà dụng như á. Ở đây thì trồng F1 thì mình không có ngắt đọt các bạn. Còn nếu như mà các bạn trồng những loại giống mà để lại á thì nó cao khoảng đâu là nó ra đâu khoảng là 10 lá các bạn, thì các bạn ngắt lại khoảng 2 lá. Còn khoảng 8 lá theo thì cây dưa leo của các bạn á, thì nó sẽ ra được cái bông cái nó nhiều hơn ha. Nếu mà các bạn để tự nhiên á thì nó ra toàn là bông đực không các bạn. Cái cách mà để nhận diện được á thì cũng rất là dễ, cái bông cái ở đằng sau nó có cái trái, còn cái bông đực thì nó không có ha. Đây là một trái dưa leo các bạn. Đó. Dưa leo này thì người ta thường để cung cấp cho siêu thị các bạn, giá cũng khá ổn định các bạn, vì dưa leo sạch các bạn.
con này thì mình trồng kinh doanh thì cũng có lái lại mua tận tận vườn luôn nha các bạn ha. Đó, đây mình dùng cái mô hình là cây nha các bạn ha. Trong kênh mình cũng có một cái video chia sẻ cho các bạn cái cách mà trồng xen canh với cây dưa leo và cây bắp á, có nghĩa là mình trồng cây bắp xong á thì mình sẽ trồng lại cây dưa leo ha. Thì nhưng mà cái cây bắp á các bạn thì nó hút cái đạm rất là cao. Khi mà mình trồng dưa leo lại thì mình cũng nên bón phân nó cũng khá ổn định tí để cây dưa leo mình phát triển ha. Nhưng mà cái lợi thế là mình sẽ tốn chi phí mà mình làm vàng các bạn. Thì nếu như mà mình làm vàng thì mình chỉ trồng được những cái loại cây mà dạng như nó dây bò thôi. Ví dụ như mình trồng xong dưa leo á, mình chuyển sang mình trồng mướp đó, khổ cây khổ qua nữa các bạn. Những loại cây đó thì mình trồng cho dây bò thì được. Còn nếu như mà bạn không muốn làm vàng á, mà bạn trồng một cái loại cây ăn quả khác như cây bắp á các bạn, hoặc là như cây bắp tây á, cây đậu bắp á, thì bạn có thể trồng xen canh cây dưa leo được ha. Thì mình kênh mình cũng hay chia sẻ cho các bạn về cái cách mà trồng xen canh lắm. Thì bạn nào chưa like thì hãy like cho mình ha, như đăng ký kênh ủng hộ để nhận được những thông báo từ kênh của mình nha các bạn. Đó, thì hôm nay thì mình chủ yếu là mình đi quay cho các bạn xem về cái mô hình trồng dưa leo của mình, cũng như là chia sẻ cho các bạn là cái thời điểm nào mà các bạn để trồng cái cây dưa leo nó thích hợp nhất. Thì như mình cũng đã nói là ở miền Nam cũng như là miền Trung thì cái thời điểm thì bạn có thể là trồng bất cứ cái thời điểm nào, nhưng mà thời điểm ấm áp thì ok, còn lạnh quá thì nên hạn chế. Còn như ở ngoài miền Bắc thì các bạn là hạn chế trồng vào cái tháng 9 đó, cái tháng 9 là bắt đầu là nó vô cái mùa lạnh đó các bạn, thì các bạn nên hạn chế ha. Đó, thì cây này thì nó không có chịu lạnh được. Thì cũng như hôm nay là chia sẻ kinh nghiệm của mình các bạn, cái này là kinh nghiệm thực tế thôi, có lẽ thì nó sẽ không có đúng môi chuẩn 100%, tại vì ở đây mình trồng thực tế, mình biết sao mình chia sẻ vậy ha. Còn như trong lý thuyết thì nó sẽ khác các bạn. Thì mấy anh kỹ sư thì mấy anh có học trường qua trường lớp thì mấy anh sẽ chia sẻ khác mình. Đó, thì ở đây mình chủ yếu là mình quay cho các bạn xem về cái cách trồng dưa leo của mình, cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình thôi. Đó, thì có lẽ là không chuẩn nha các bạn ha, thì các bạn có thể là xem tham khảo thôi. Ở đây mình trồng như thế nào mình còn quay cho các bạn xem nè. Đó, thì thôi thì video mình quay ngắn tới đây thôi nha các bạn ha. Cũng như là nãy giờ cũng đi vòng vòng rồi các bạn, cũng gần 8 phút rồi, thì chủ yếu là quay cho các bạn xem về cái cách trồng của mình thôi. Ở đây là mình cách trồng của mình là trồng vàng các bạn ha. Đó, thì cách bệnh gì như thế nào thì mình cũng đã chia sẻ video trước rồi, còn hôm nay là chia sẻ cho bạn là cái thời điểm. Rồi thì video mình quay ngắn tới đây thôi nha các bạn ha. Rồi mình xin được mến chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau nha các bạn. Rồi mình xin được mến chào.